Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay là phần tóm lược các tin chính. Chợ đêm Đà Lạt bắt chẹt du khách. Chồng nữ thị trưởng ở California bị bắt tội tình nghi buôn bán ma túy. Hai cựu sĩ quan Đài Loan bị bắt về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Và đầu tư vào các công ty phần mềm lên cao nhất trong thập niên qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, 4 người ngoại quốc bị bắt chẹt tại chợ đêm Đà Lạt. Suýt nữa thì mất tôi 350.000 đồng, tương đương với 17.5 Mỹ Kim. Một phụ nữ Việt Nam quốc tịch Pháp cùng với gia đình đến thăm chợ đêm Đà Lạt, ghé vào nhà hàng Anh Đào, đặt một con gà chạy bộ cùng với một đĩa rau luộc và ít thức ăn khác. Tuy nhiên, khi các món ăn được dọn ra, thì bà khách nghi món gà luộc này là gà đông lạnh, chứ không phải là món gà thịt sống như là bà gọi. Bà khách đòi trả lại và không chịu trả tiền món này. Ngay sau đó thì có ít nhất là 10 người từ sau quán kéo đến bao vây bàn ăn của gia đình bà, mắng chửi, la lối ôm sờm. Sợ bị hành hung thì bà PSN đã buộc lòng phải móc tiền ra trả 350.000 đồng Việt Nam, dù không ăn một món nào của nhà hàng, rồi mới được rời khỏi quán. Tuy nhiên, bà Việt Kiều này sau đó đã đến công an phường trình báo và công an đã yêu cầu chủ tiệm phải trả lại cho bà PSN số tiền trên. Liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, thì chồng của nữ thị trưởng thành phố Montepello ở California vừa bị bắt về tội tình nghi buôn bán methamphetamine và các loại ma túy khác gần một trường học. Các điều tra viên Sở Cảnh sát Los Angeles cho hay ông Ruben Rodrigo, 44 tuổi, bị bắt hôm thứ Năm khi vừa bước ra khỏi nhà. Ông được cho tại ngoại hầu tra với số tiền thế chân là 60.000 đô la. Ông này là chồng của nữ thị trưởng Christina Cortes, người là ủy viên hội đồng thành phố từ năm 2010. Nhiệm kỳ của bà Cortes sẽ mãn hạn vào tháng 11 năm 2015. Bà Cortes cho hay rất bàng hoàng trước việc chồng mình bị bắt và kêu gọi mọi người hãy chờ đợi kết quả của cuộc điều tra trước khi có kết luận. Thành phố Montepello nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles chừng 16 km về phía đông. Thưa quý vị, tin từ văn phòng công tố quận Cao Hùng cho biết hai cựu sĩ quan Đài Loan vừa bị truy tố hôm thứ Năm về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Hai người này bị cáo buộc là đã tìm cách móc nối các bạn đồng ngũ để thu thập tin tức cho chính quyền lục địa. Một nghi can tên Lưu từng phục vụ trong Bộ Chỉ huy Phòng không cho đến khi giải ngũ năm 2005 đã bị cơ quan tình báo Trung Quốc móc nối khi sang làm ăn ở lục địa, cáo trạng cho hay. Lưu sau đó đã thuyết phục Chen, một cựu sĩ quan hải quân giải ngũ năm 2009, tham gia vào đường dây gián điệp này bằng cách đưa cho Chen số tiền là 1.000 đô la và 2.000 đồng yuan. Hai người này sau đó đã đề nghị cho Chai Shin-hin, một cựu giới chức của cơ quan khí tượng và đại dương học của Hải quân Đài Loan, cùng bà vợ ông ta một chuyến du lịch ở đảo Kepu ở Philippines để làm việc cho họ. Ông Chen nay đang bị truy tố về tội chuyển các hải đồ mật cũng như tin tức về chương trình tàu ngầm của Đài Loan cho chính quyền lục địa Trung Quốc. Cuối cùng là tin vốn đầu tư vào các công ty mới thành lập của Hoa Kỳ tăng nhiều trong quý thứ ba so với cùng thời gian năm ngoái. Phần lớn tiền đầu tư được dồn vào các công ty viết lập trình. Một bản tường trình phổ biến hôm thứ Sáu, tổng số tiền đầu tư vào các công ty còn non trẻ này lên đến 7.78 tỷ, tăng 17% so với 6.63 tỷ cùng thời năm 2012. Kỹ nghệ viết lập trình chiếm gần một nửa tiền đầu tư, tăng gần 80% so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên mà số vốn đầu tư vào kỹ nghệ này vượt quá con số 3 tỷ kể từ 12 năm nay. Ông Mark McCaffrey, đối tác công nghệ toàn cầu và lãnh đạo kỹ nghệ phần mềm của PricewaterhouseCoopers tuyên bố, đây là một thời gian rất tốt và thú vị để đầu tư vào một doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Số tiền đầu tư vào các công ty dịch vụ phần mềm hiện nay đang ở mức cao nhất trong vòng một thập niên nay. Ông McCaffrey giải thích rằng kỹ thuật ngày càng phát triển của ngành công nghệ cao ngày càng trở nên có giá trị, khiến cho các nhà đầu tư vui lòng mở hầu bao. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Sáu, 18 tháng 10 năm 2013. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập.
đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt, 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.